chịu dân thôi, và đã có lắm chịu dân chưa được 20% của Việt Nam đấy. Vâng, vâng. Về cửa khẩu Bà Vét một bài. Rồi xe đã luôn. Tại mệt quá không mệt rồi đi xe đêm gì luôn. 12 giờ đêm có xe đi xếp đi. Cúp xe ngủ à, nằm. Xe dừng, dạ, xe dừng nằm. 12 giờ đêm đi tới đó là 6 giờ sáng. Rồi là chút mệt quá, ngủ thêm đêm cũng được. 12 giờ đêm rồi đi tới 6 giờ sáng là đi từ cửa khẩu. Không có từ rất quay chị. Dạ. Còn ở đây là chúng em đây trong có xe điện màu. À, dạ, đây không có taxi. Em chạy lên runway là khoảng 7 giờ tối. Khoảng 7 giờ tối đến runway. Dạ ngủ đó, nếu bạn có sức em đi 12 giờ đêm đem xe đi tiếp. À, từ đây là có mạng hay có sóng Việt Nam rồi đó. Và đây có sóng Việt Nam và đồng ý xin Việt Nam vào. Và để cho thân nhân anh em thì đã cứ điện lại thăm tới đâu và tới đâu ha, ở đây được rồi. Nó mới có sống Việt Nam ở Campuchia ha, sống Việt Nam có đây. Cái thau ấy, nó thấy không giá quần jean mà dài tới giò nha, rẻ thau quần ngắn nữa ba ngoại tóc mở đường dạ, rồi không biết có xe gì hay là không đây, không có xe gì đi hay đi không đây khu casino Bà Vét. Rồi mình gần đến rồi. Về Việt Nam luôn hả anh Sự? À, đi Việt Nam luôn, đi về nhà Úc luôn. Ủa có hộ chiếu đi thiệt đi không? Có hộ chiếu là dọn gì vậy đi.
Dạ bên đây hai cạnh là casino không à bác ơi? Cái đoàn đây. Nó lóc nổ lên casino luôn phải không? Casino. Alo anh. Ba. Đi cho chứ ha, bài bật mình rồi kêu tao bên xem chậm thì khó thôi. Casino không á, hai bên đường nè. Tối gì mà không kêu cho ông chú dặn mấy cơ đi cho ha, xin lỗi ơi, chồng bạc này đẹp ghê. Không phải là mình vô tham quan hết, không phải mình bầu trời nhân tạo biểu diễn. Mấy ông chạy xe qua đây để đánh bài. Đúng rồi đó. Mấy bạn số qua đây là đa số làm ăn dễ đánh bài nhiều. Đá gà. Đá gà đánh bạc đánh ngày sáng đi sáng qua cái chiều về rồi xe buýt hết rồi hãy cho mượn cái xà rông nè. Có mua cái xà rông tới cửa khẩu rồi. Có ai muốn mượn? Đây cửa khẩu Campuchia. Đây cửa khẩu Bà Vét chuẩn bị xuất cảnh về lại Việt Nam cái gì. Sau 4 ngày tham quan Campuchia, đất nước chùa tháp. Rồi, đây đoàn ghé siêu thị Miễn Thuế Mộc Bài. Anh thủ dãy lao đi ghé sum. À, bán hàng giảm thuế gì. Rượu, thuốc lá, mỹ phẩm, sô-cô-la, sô-cô-la nữa nè. Ôi, sô-cô-la. Mang nhiều thì cho mang nhiều biết. Đây. À. Rồi, đi siêu thị cái gì? Thank you, hẹn gặp lại gì clip tiếp theo nha. Goodbye.